nghe tôi gáy một cái là ốc coi đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương vì nếu anh có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải em để lại nỗi đau là khi chấp nhận một